Kính thưa quý vị và các bạn, trong suốt mùa Giáng sinh, Hội Thánh cử hành mầu nhiệm ngôi lời Thiên Chúa làm người. Thiên Chúa đã tự tỏ mình hay biểu lộ chính mình ra cho muôn dân nơi mầu nhiệm nhập thể. Sự biểu lộ này trước tiên là cho người Do Thái mà đại diện là các mục đồng hèn mọn, để làm trọn đức tin mà Hội Thánh xác nhận, đó là hoa quả đầu mùa của Hội Thánh xuất phát từ Israel. Và thứ đến là tất cả nhân loại, mà trong đó các đạo sĩ phương Đông là những chồi non đầu tiên. Thật vậy, khi chiêm ngắm Đức Maria trong mầu nhiệm Thiên Chúa tỏ mình cho muôn dân trong biến cố lễ hiện linh, là chiêm ngắm mầu nhiệm ánh sáng của vinh quang Chúa Cha chiếu tỏa trên Jerusalem, và ánh sáng ấy cũng đang bao phủ các mục đồng một cách tuyệt diệu. Nguồn ánh sáng ấy đã dẫn đường chỉ lối, đưa các đạo sĩ đến với Chúa Kitô. Ánh sáng vinh quang của Chúa Cha chính là Chúa Giêsu Kitô, vinh quang của Israel và là ánh sáng soi đường cho dân ngoại. Chiêm ngắm Đức Maria trong biến cố hiển linh là cử hành vai trò của Đức Kitô là đấng cứu độ, nghĩa là Chúa Kitô vừa là con Thiên Chúa vừa là con của Đức Trinh Nữ Maria, con của loài người. Chúa Kitô là sự cao cả và quyền năng của Thiên Chúa, nhưng đã xin hạ cách khiêm nhường bởi người mẹ khiêm nhường. Chúa Kitô là đấng trung gian duy nhất và là đấng cứu chuộc mọi người, và nhờ việc giáng sinh của người mà chúng ta được cứu độ. Người hiến cả đời mình cho ơn cứu độ loài người. Vì thế nơi Chúa Giêsu, người con của nữ tỳ khiêm hạ, các mục đồng đã nhận ra đấng cứu thế là trẻ sơ sinh được bọc tã đặt nằm trong mang cỏ. Và cũng nơi hài nhi cùng với mẹ mình là Maria, các đạo sĩ đã tôn thờ hài nhi Giêsu là Chúa, công bố Ngài là vua và tuyên xưng Ngài là đấng cứu chuộc. Các lễ phẩm vàng, nhũ hương và mộc dược mà ba nhà đạo sĩ dâng lên cho hài nhi Giêsu chính là hình ảnh tiên báo. Khi chiêm ngắm Đức Maria trong mầu nhiệm Thiên Chúa tỏ mình cho muôn dân trong biến cố hiển linh, chúng ta cũng mừng mầu nhiệm của Hội Thánh là Thánh đô Jerusalem mới, mà biểu trưng là ngôi nhà mà các đạo sĩ đã vào, đã chiêm ngắm và gặp được hài nhi cùng với mẹ của Ngài. Hội Thánh mới này đặt nền tảng trên lòng tin vào Chúa Kitô, được xây dựng bởi các tín hữu đến từ Israel là các mục đồng, cũng như từ các quốc gia khác là các đạo sĩ. Họ được Chúa Cha kêu mời mọi gia đình thuộc các dân tộc tới niềm tin vào tin mừng. Đồng thời cũng là cử hành thừa tác vụ của Đức Trinh Nữ Maria khi Thiên Chúa hiện linh vinh quang của Ngài. Vì nhờ Đức Trinh Nữ Maria, Thiên Chúa Cha đã lôi kéo mọi người và mọi gia đình thuộc các dân tộc tới niềm tin vào tin mừng. Và như thế, liên kết lễ hiện linh trong đời sống của Đức Maria giúp mở ra cho chúng ta những giai đoạn trong hành trình khám phá mầu nhiệm vĩ đại của tình yêu Thiên Chúa. Đức Maria từ những giây phút đầu tiên của cuộc đời đã khám phá và sống những giai đoạn của hành trình đó. Đó là giai đoạn tìm kiếm sự khôn ngoan của Thiên Chúa tỏ bày trong công trình của Người và xin vâng ý Người. Là giai đoạn lắng nghe và thực hành lời Chúa mặc khải tỏ bày ở trong Kinh Thánh. Là giai đoạn tìm và khám phá ánh sáng mặc khải của Thiên Chúa trong từng dấu chỉ của thời đại, từng biến cố của cuộc đời mẹ gắn với con của mẹ. Là vượt ra khỏi chính mình để tin và tiếp tục hành trình đức tin trong thừa tác vụ lên đường loan báo tin mừng và trở thành ánh sáng cho muôn dân nước. Trải qua những giai đoạn ấy, cuộc đời mẹ Maria là nơi cho sự cao cả của vinh quang Thiên Chúa chiếu sáng và quyền năng của Chúa được biểu hiện. Từ đây, vì đấng cao cả đã muốn sinh ra cách khiêm nhường để biểu dương uy quyền ngay trong sự khiêm nhường của mẹ. Nhờ mẹ Maria, Thiên Chúa đã tỏ bày vinh quang của Ngài cho dân ngoại và cho Israel dân của Ngài. Dân ngoại đã đến, muôn dân thiên hạ đã đến nhà của hài nhi Giêsu có mẹ Maria và Thánh Giuse mà phủ phục thờ lạy Chúa và dâng tiến lễ vật lên Ngài. Đó là hành động biểu trưng sự quy phục quyền bính và tế nhận quyền làm Chúa và làm vua của Chúa Giêsu. Và như thế, nhờ thừa tác vụ mang chính Chúa Giêsu là ơn cứu độ cho nhân loại của Đức Trinh Nữ Maria, mà Chúa Cha đã lôi kéo mọi gia đình thuộc các dân tộc đi vào niềm tin của tình. Tắt một lời, qua các mục đồng là những hoa trái đầu tiên của Hội Thánh đến từ Israel.
được ánh sáng của Chúa bao phủ và được lời của các thiên thần hướng dẫn, họ nhận biết Đức Kitô là đấng cứu độ. Còn các hiền sĩ là những chồi non đầu tiên của hội thánh đến từ lương dân, được ơn thánh thúc đẩy và được sao sáng dần được. Họ bước vào ngôi nhà nghèo hèn và tại đó khi thấy hài nhi cùng với mẹ người, họ thờ lại người là Chúa, công bố người là vua và tuyên xưng người là đấng cứu Chúa. Xin cho những giai đoạn khám phá ánh sáng vinh quang của Thiên Chúa được tỏ bày trong mùa nhiệm hiện linh, đã trở nên hiện thực và sống động trong cuộc đời của mẹ Maria, cũng thành hiện thực và sống động trong mỗi người chúng ta. Đó là chúng ta biết khám phá vinh quang Thiên Chúa trong sự khôn ngoan của trật từ vũ trụ tạo thành, biết lắng nghe Thiên Chúa nói và để tâm suy gẫm, học hỏi lời của Ngài trong Mặc Khải sách thánh, biết nhờ những dấu chỉ dẫn đường như là những ánh sao chỉ lối ngang qua sự hướng dẫn của hội thánh, cũng như có một lòng tin trỗi vượt đầy can đảm nhằm vượt ra khỏi chính mình để lên đường đi tìm và làm chứng cho ánh sáng vinh quang của Thiên Chúa trong thế giới hôm nay. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.